Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế cập nhật những tin tức thời sự mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Thưa quý vị và các bạn, theo một thông tin mới nhất từ kênh Lord Pebble, Nga đã bắt đầu chiến dịch đánh chiếm thành phố Chashovka ở mặt trận phía tây Bakhmut và có kết quả gần như ngay lập tức với một số thắng lợi. Trong ngày 4 tháng 4, sư đoàn Dù 98 của Nga đã tiến đến ngôi làng nhỏ Novoe của thành phố, tiếp cận các ngôi nhà và đánh bại hoàn toàn một đơn vị cấp trung đoàn của Ukraine sau những đòn đột kích mãnh liệt. Lực lượng Kiev đứng trước tình thế khó khăn, ra sức phản công, cố gắng lấy lại những gì đã mất nhưng không thành. Tuy nhiên, lực lượng Moscow không vội vã tiến vào thành phố, họ tiếp tục đánh thăm dò khả năng phòng thủ của đối phương. Từ một đoạn video được sư đoàn Dù 98 công bố, có thể thấy mũi xung kích tiên phong của Nga đã ở rất gần ngoại vi thành phố, chỉ vài trăm mét nữa là vào khu đô thị. Chắc chắn trận chiến sẽ hết sức ác liệt. Để tránh thương vong lớn không cần thiết, pháo binh và không quân Nga đang phối hợp chặt chẽ trong việc tập kích hỏa lực nhằm làm mềm chiến trường, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng mặt đất xung phong. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng Moscow được hỗ trợ bởi không quân đã tiến hành một loạt cuộc tấn công ở khu vực Chashovka. Sergei Boletaev, nhà phân tích chính trị và quân sự, đồng thời là người sáng lập dự án VAT4, nói với Sputnik rằng Chashovka đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy Ukraine ra hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố là thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, một trong bốn vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đã sáp nhập trong năm 2022. Theo Sputnik, thành phố Chashovka vốn là một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014, đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev sau khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến đó. Theo một cố vấn của người đứng đầu DPR Igor Khimakovsky, quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố khoảng 1,5 km. Chashovka nằm trên một ngọn đồi cách Bakhmut gần 7 km về phía tây, nơi Nga đã giành quyền kiểm soát từ tháng 5 năm 2023. Phía bên kia Chashovka là Konstantinovka, Krasnoyarsk và Slavyansk. Theo nhà phân tích quân sự Nga Sergei Boletaev, vị trí địa lý của thành phố khiến Chashovka trở nên quan trọng từ điểm chiến lược. Nó cung cấp quyền kiểm soát khu vực xung quanh trong bán kính hàng km. Việc giành được Chashovka sẽ cho phép lực lượng Nga làm gián đoạn hoạt động hậu cần cho lực lượng Ukraine trong khu vực vì thành phố này là một trung tâm đường cao tốc và đường sắt quan trọng. Chashovka đã được Kiev sử dụng để luân chuyển quân từ năm 2014. Các đơn vị mới từ các khu vực khác của Ukraine được đưa đến đó. Đường sắt của thành phố cũng được lực lượng vũ trang Ukraine khai thác trong trận chiến Bakhmut hồi năm ngoái. Trong bối cảnh Nga đang giành ưu thế, Ukraine đặt mục tiêu tự chế tạo vũ khí để có thể đưa cuộc xung đột trở lại Nga. Nhưng điều đó đòi hỏi phải đủ thời gian mà Ukraine dường như không có. Quân đội Ukraine chỉ có một khẩu pháo Bohdana trong kho vũ khí khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Khẩu pháo này được chế tạo ở Ukraine vào năm 2018 và có thể bắn đạn tiêu cỡ nòng của NATO. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, nó đã phát huy hiệu quả đến mức nó có thể vận chuyển đến các chiến trường khắp đất Ukraine, từ thành phố Kharkov phía đông bắc đến bờ biển phía tây nam dọc Biển Đen. Hiện nay, ngành công nghiệp vũ khí Ukraine đang chế tạo 8 hệ thống pháo tự hành Bohdana mỗi tháng. Mặc dù giới chức Ukraine không cho biết có tổng cộng bao nhiêu khẩu pháo đã được sản xuất, nhưng sản lượng tăng lên báo hiệu tiềm năng bùng nổ trong sản xuất vũ khí nội địa. Sự tăng tốc diễn ra vào thời điểm quan trọng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng gấp 4 lần sản lượng vũ khí với hoạt động sản xuất diễn ra suốt ngày đêm. Lực lượng Ukraine đang mất lãnh thổ ở một số khu vực quan trọng, bao gồm cả thành phố chiến lược Avdiivka ở miền đông. Gói viện trợ bổ sung của Mỹ đang bị treo tại Quốc hội. Các công ty quốc phòng châu Âu vẫn còn dè dặt với việc mở dây chuyền sản xuất ở Ukraine, còn các nhà sản xuất vũ khí lớn của Mỹ chưa cam kết lập cơ sở sản xuất ở Ukraine khi xung đột chưa kết thúc. Trong bối cảnh như vậy, Ukraine cần phải xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng trong nước để không phải phụ thuộc vào phương Tây trong nhiều năm tới. Thực tế, các đồng minh và đối tác đều đã có lúc ngần ngại gửi các hệ thống vũ khí tinh vi, bao gồm hệ thống phòng không, xe tăng, pháo tầm xa và tên lửa cho Ukraine. Nhưng liệu điều đó có thể được thực hiện kịp thời để thay đổi quỹ đạo của một cuộc xung đột vốn được dự đoán là sẽ trở nên khó khăn hơn nếu Ukraine không có thêm viện trợ quân sự của Mỹ hay không?
Các kỹ sư quân sự Ukraine đã thể hiện kỹ năng đáng ngạc nhiên trong việc trang bị cho các hệ thống vũ khí cũ với hỏa lực hiện đại hơn. Chỉ riêng trong năm 2022, các công ty quốc phòng Ukraine đã chế tạo số lượng xe bọc thép nhiều gấp 3 lần số lượng họ sản xuất trước xung đột và đã tăng gấp 4 lần sản lượng tên lửa chống tăng. Theo phân tích về ngân sách quân sự Ukraine đến năm 2030 của công ty tình báo quốc phòng James, kinh phí dành cho nghiên cứu và phát triển được dự báo sẽ tăng gấp 8 lần trong năm nay, từ 162 triệu đô la Mỹ lên 1,3 tỷ đô la Mỹ. Mua sắm quốc phòng cũng tăng lên mức cao nhất trong 20 năm, gần 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Con số này trước xung đột chỉ khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Một số loại vũ khí khó sản xuất ở Ukraine hơn những loại khác, trong đó có đạn pháo 155mm, loại đạn rất cần trên chiến trường, nhưng lại phụ thuộc vào nguyên liệu thô nhập khẩu và giấy phép từ các nhà sản xuất hoặc chính phủ các nước phương Tây. Từng là nhà cung cấp chính của Liên Xô, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã suy giảm sau 3 thập kỷ cắt giảm ngân sách sau khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991. Chính phủ ở Kiev hiện có kế hoạch chi khoảng 6 tỷ đô la Mỹ trong năm nay cho vũ khí sản xuất tại Ukraine, bao gồm 1 triệu máy bay không người lái. Ở châu Âu, các giám đốc điều hành doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội thị trường mới trong việc thúc đẩy các dự án sản xuất quân sự ở Ukraine, cho dù có thể phải mất vài năm trước khi bất kỳ loại vũ khí hoặc trang thiết bị nào có thể đến được chiến trường. Tập đoàn vũ khí khổng lồ Rheinmetall của Đức và nhà sản xuất máy bay không người lái Payka của Thổ Nhĩ Kỳ đang trong quá trình xây dựng các nhà máy sản xuất ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga hồi tháng 3 cho biết, ba công ty Pháp sản xuất máy bay không người lái và thiết bị tác chiến trên bộ đang tiến gần đến các thỏa thuận tương tự. Cũng trong tháng 3, Đức và Pháp đã công bố một liên doanh thông qua Tập đoàn Quốc phòng KNDS để chế tạo các bộ phận của xe tăng và pháo ở Ukraine. Các chuyên gia cho biết, quân đội Ukraine đã bố trí các hệ thống phòng không xung quanh một số nhà máy sản xuất vũ khí quan trọng nhất của nước này. Có khả năng các nhà máy được nước ngoài hậu thuẫn sẽ được xây dựng ở phía tây Ukraine, cách xa tiền tuyến và cũng sẽ được bố trí lực lượng phòng không bảo vệ. Các quan chức Ukraine và Mỹ cho biết, cho đến nay, chưa có nhà sản xuất vũ khí lớn nào của Mỹ công bố kế hoạch mở dây chuyền sản xuất tại Ukraine. Tháng 12 năm 2023, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tổ chức các cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và công ty quốc phòng Mỹ. Việc giúp Ukraine xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng càng trở nên quan trọng hơn khi Đảng Cộng hòa tại Quốc hội phản đối gói viện trợ tài chính và quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine. Tổng thư ký NATO nêu hai kịch bản diễn biến chiến sự Ukraine. Tại cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Ukraine-NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông nhìn thấy hai kịch bản về mức độ phát triển tình hình chiến sự ở Ukraine có thể căng thẳng hơn nữa. Ông Jens Stoltenberg cho biết, tình hình trên chiến trường Ukraine là khó khăn. Ông lưu ý rằng, Nga hiện đang tiếp tục tiến dọc chiến tuyến và huy động người dân vào quân đội. Ông Jens Stoltenberg tuyên bố, về cơ bản có hai kịch bản có thể xảy ra. Thứ nhất, các đồng minh NATO sẽ có thể huy động đủ sự hỗ trợ, Ukraine sẽ có thể giành lại nhiều lãnh thổ hơn. Kịch bản thứ hai, chúng tôi sẽ không thể làm được điều này và có nguy cơ thực sự Nga sẽ giành được nhiều lãnh thổ hơn nữa và chúng ta ở trong tình thế còn nguy hiểm hơn nữa. Theo ông Jens Stoltenberg, cách duy nhất để đạt được hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine là sự hiện diện của lực lượng vũ trang hùng mạnh của Ukraine. Ông Stoltenberg cũng cho biết thêm, bởi vì đây là cách duy nhất để thuyết phục Tổng thống Putin rằng ông ấy sẽ không thắng trên chiến trường và đó là cách duy nhất để thuyết phục rằng ông ấy phải đến bàn đàm phán và đồng ý về một giải pháp có thể chấp nhận được nào đó, trong đó Ukraine chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và nhà nước độc lập. Tôi tin chắc điều này là có thể. Tình báo NATO đặt ra nghi ngờ về khả năng lực lượng Moscow có thể sẽ thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai gần. Tổng thư ký NATO cũng cho biết, tại các cuộc họp ở Brussels, một số thành viên liên minh đã hứa sẽ xem xét kho dự trữ của họ để bổ sung các hệ thống phòng không cho Ukraine.